Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Riaki Gaming. Ok, hôm nay thì bên Anna Free Fire bán lại Ska đẳng cấp Titoe. Bán lại Ska gọi là chế tác là khả năng cao, sắp ra Ska 2.0 rồi đấy. Sắp ra Ska nâng cấp 2.0 rồi. Hoặc là sắp bán lại đấy là Ska cá mập đen rồi đấy. Tại vì là trước khi mà mình bán một cái gì to là mình phải thanh lý những cái đồ cũ đi. Hợp lý không anh em? Còn tất nhiên là tỷ lệ thì nhìn cái quả vòng quay chắc là tỷ lệ nó cũng sẽ không giòn đâu. Đấy, tỷ lệ chắc là không giòn đâu. Đấy, hôm nay ngoài Ska đẳng cấp Titoe ra thì có vẻ như nó cũng không có sự kiện gì mới. Đấy, cũng không có sự kiện gì đặc biệt cả. Lâu lắm tôi không bắn Ska đẳng cấp Titan ấy. Thề luôn, một khẩu súng là từng là top 1 server, từng đứng đầu bảng xếp hạng trong Free Fire, từng làm bố các loại bố, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là nó phải nhường sân cho những cái khẩu súng khác rồi. Đấy, đó, quay tay nào. Ui, toàn 1v2 và anh cao dán ơi, cái khẩu này anh bán đi bán lại 3-4 năm nay rồi, anh có thể để cho một cái giá nó rẻ hơn được không? Đấy, vòng quay này thì bộ khẩu Ska đẳng cấp Titan sẽ là 199 huy hiệu. Đấy, mỗi lần chúng ta mở 19 kim cương, đấy, 19 KC chúng ta mở được, đó là một huy hiệu rồi. Và mở được một huy hiệu như vậy là chúng ta nhân lên với 200 đi. Đấy, tức là xui nhất thì là 20 nhân với 200 là 4.000 KC chúng ta lấy được khẩu này. Như vậy là trừ bớt đi thì khoảng 2.500 KC chúng ta sẽ có cho mình, đó là Ska đẳng cấp Titoe nhá. Đấy, để mà được 100 huy hiệu thì có lẽ chúng ta sẽ mất khoảng 1.400 KC. Như vậy là có thể là đen thì là khoảng 3.000 KC, hên thì các bạn khoảng 2.500 KC là các bạn đã có thể sở hữu được Ska đẳng cấp Titan rồi. Đấy, em nhìn tỷ lệ quay như thế này thì còn cái nịt là nó sẽ toàn 1v2, 3 cái 2, còn đâu toàn lại là những dấu sao buồn. Đấy, buồn sưng sương, sườn sưng buồn, đấy, em trông buồn không? Đấy, rất là buồn luôn, đấy, rất là buồn luôn. Đấy, wow, tích cực quay tay, vận may sẽ tới, và tích cực quay tay, vận may nó không tới rồi. Và ui là trời, ui là trời. Và ơi là trừ, ơi là trừ, toàn 1v2, đùa anh gà rán, anh xem như nào, anh rán cho em con gà cái. Đấy, anh gà rán, rán mày con gà cái, anh gà rán mày, buồn em lắm, buồn em luôn. Đấy, quá buồn một cuộc tình luôn. Anh gà rán xem nào, chỉnh cho em phát tỷ lệ vào. Thế lâu lắm tôi không được chỉnh tỷ lệ luôn. Nhiều anh em cứ bảo là chú Ri nằm trong đại lộ danh vọng được chỉnh tỷ lệ. Anh em nhìn chỉnh tỷ lệ toàn 1, 2, 3 này, động lực đâu? Động lực đâu mà chơi. Anh gà rán, anh có thể chỉnh tỷ lệ cho em như cách đây 1-2 năm được không ạ? Đấy, mở phát ra luôn, mở Ska Titan cho người xem được sướng được không ạ? Đấy, ngày xưa được chỉnh tỷ lệ, bây giờ bị trễ tỷ lệ. Đấy, bây giờ bị chỉnh tỷ lệ mà là chỉnh xuống anh em ạ. Hồi xưa anh em nhớ những cái quả mở gọi là better được nhè không? Đấy, bây giờ có khi là tôi không ở trong đại lộ danh vọng của Việt Nam nữa rồi. Đấy, có khi bây giờ mình nick của mình ấy bị nhảy nhầm sang đại lộ danh vọng Indo rồi. Đấy, bây giờ quay ở server Indo ra đồ cứ toàn một vài trăm kim cương được một đồ, về Việt Nam quay vài ngàn KC chưa thấy đâu. Tôi quyết định là trả thù đời bằng cách là không đủ KC thì mình sẽ đổi hộp. Đấy, test luôn cả hộp này cho anh em, mà cái hộp này cũng cùi cơ. Hộp này mở ra cũng không vĩnh viễn nổi, cùi thật sợ, đùa, buồn sương sương. Rồi. Đấy, thì anh em cứ xác định là khoảng 2.500 đến 3.000 KC chúng ta mới lấy được Ska đẳng cấp Titoe nhá. Đấy, anh em xác định như thế cho nó nhẹ lòng. Đấy, ok, rồi vào game đi lấy Ska đẳng cấp Titan có sẵn trong nick chính đi bắt nạt các bạn thôi. Đấy, mình không bắn vào thì mình đi bắt nạt các bạn thôi. Trời ơi, ôi là trời, ôi là trời. Đấy, ôi là trời, nào một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Đâu rồi, thằng nào loanh quanh ở đây không? Bắn nó tung người nào. Bắn nó tung hết cả cái con người. Bắn nó tung hết cả cái thằng người. Và ui là trời, ui phát hiện ra một thằng mà nó đã phải nằm xuống. Đấy, còn thằng nào ra đây nữa không? Còn thằng nào ra đây nữa không? Ui là trời, đây rồi. Đến thằng nào, thằng này nó nằm ạ. Đấy, thằng này, thằng này không? Vâng, chém rồi. Chém hết được chấm, kết liễu, trời hết được chấm luôn. Bơm máu phát cho nó uy tính. Đấy, ok.
Tớ còn Sonia cơ mà. Ô kìa. Một tình huống là thanh niên kia định chặt mình, ô kìa, nhưng mà mình cận chiến lại hay hơn. Anh em thấy được không ạ? Và chạy lại đằng kia Faro đi luôn, xong một bổ cái đằng kia nằm luôn. Và một tình huống mà phải nói rằng là Sonia của mình cũng là Sonia nó cùng kích hoạt, nhưng và quả chém kata của tôi nó nát hơn. Anh em thấy nét không ạ? Nét đen đét và đét đen đẹt luôn. Anh chém thế mới là đẹp. Ôi, trình độ chơi phóng lợn đỉnh cao. Đấy, ok, mình có Scar đẳng cấp T12 rồi. Mày chết với cậu. Đấy, hủy diệt server, hủy diệt server, hủy diệt ván thi đấu này thôi. Đấy, ui, cảm giác khẩu Scar đẳng cấp Titan nó bắn chậm ấy nhỉ. Cảm giác bắn hơi chậm. Ngày xưa là bà cháy gỗ chết đấy. Bây giờ bà nó không còn bà cháy gỗ chết ngày xưa nữa. Ôi trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Hay quá, hay quá. Ui, thì mình còn một người. Mọi hay quá, chơi nó bạn ơi, hay quá. Qua cứu tôi bạn ơi, qua cứu tôi bạn ơi, qua cứu tôi. Ui, bạn này uy tín. Ô kìa, nó chạy trên xuống kìa. Nó chạy trên xuống kìa. Ui, nó nhảy xuống kìa. Nó nhảy xuống, tôi bắn nó nằm luôn. Ờ, làm sao? Bơm máu phát. Uy tín rồi, uy tín rồi. Ui, cờ mờ nó tín. Đấy, ngon rồi anh em ạ. Tôi cảm giác là ngon. Ô kìa, một viên vào đầu. Số 9, ngạp gà nhất Việt Nam mình chịu rồi. Ngạp gà nhất Việt Nam mình chịu, ok. Thật ra ấy thì là đang có một phụ mà nhiều anh em khá bức xúc có nhắn cho tôi từ lâu rồi ấy, mà bây giờ tôi quyết định là đưa lên clip. Đó chính là việc ở trong cái shop đặc biệt hôm nay ấy, rất nhiều anh em có đồ chế tác với giá rẻ. Hôm trước tôi thấy có bạn có đầu quỷ vương ấy, có đầu thánh vương ấy, rồi đây có ông mày có quả đầu ma buffet có 249kc ấy, thì nói chung là nó rất là ảo, nhưng mà đây nó có một cái ảo nữa nhá. Đấy chính là cái đồ này, mấy cái đồ chế tác ấy ít khi được tách ra bán lẻ. Đấy, mà bên Nga bây giờ lôi ra bán lẻ, ảo không? Đấy, trong cái shop này thật ra có rất nhiều bạn mua được mấy cái đồ các bạn thích. Đấy, ví dụ như là cả cái bộ đồ quỷ vương ấy, nhiều khi hay bộ đồ thánh vương, đồ xịn nhất thôi. Đấy, cái mũ ấy, cái thứ thôi. Nhưng mà bây giờ đây anh em hoàn toàn có thể mua với cái đồ lẻ như thế này. Đến khi mà ra cả bộ đồ chế tác anh em không còn mua, nó có âm mua được cả mặt nạ chiến thần ấy với giá khoảng 100-200kc. Tôi nghĩ nó là một cái mức giá rất là ngon. Ôi, tôi xong rồi, đang mải chém gió về cái vụ này thì có nhiều anh em mà đang phản đối ấy, nhiều anh em phản đối vì là anh em cảm thấy như vậy nó bất công. Bình thường là anh em mua cái đồ chế tác này mất rất nhiều tiền để lấy được cả bộ. Đấy, xong anh em mặc một đồ. Bây giờ tự nhiên có một số ông lại mua được cái này lẻ với giá rất là rẻ, và nhiều khi người ta chỉ mua đúng cái đồ ấy thôi. Đấy, là nhiều anh em cảm thấy không hài lòng. Hôm trước nó còn có cả quả bán áo trẻ trâu có 200kc. Đấy, những cái đồ hiếm ấy, thì tôi nghĩ là những cái đồ hiếm bên Ghana, Free Fire họ đưa vào trong cái shop đặc biệt như thế này thì có lẽ nó là kiểu cái may mắn nó từng người. Đấy, nhưng có nhiều anh em mình khá là sân si, không thích cái chuyện đấy. Và trời ơi, bạn hay quá. Kéo tâm quá hay, đi tự chết thôi. Triple kill dành cho Pi bắn chim bắn ghê thật đấy. Pi bắn chim bắn là hay. Thì tôi nghĩ là có nhiều anh em không hài lòng với cái vụ đấy, và nhiều anh em muốn là bây giờ bên Nga đã bỏ những cái đồ hiếm đấy ra khỏi cái shop đặc biệt đi. Shop đặc biệt chỉ nên mua những cái đồ bình thường thôi. Nhưng tôi nghĩ nó là một động lực để cho mọi người vào game hàng ngày ấy, nên tôi nghĩ là không nên bỏ. Đấy, tôi nghĩ là nên bán thì bán rẻ cũng được. Ví dụ như hôm nào bán cả Scar cấp Titan trong đấy với giá 200-300kc thì nó lại càng vui. Thế nó mới là shop đặc biệt chứ, để cho người ta có cái động lực vào game hàng ngày. Anh em công nhận đó. Thì anh em quan điểm của anh em như nào? Anh em theo anh em là cái shop nào giảm giá đặc biệt hàng ngày ấy thì nên có đồ hiếm hay không? Đấy, nên có đồ hiếm hay không? Hay là nó chỉ nên có đồ bình thường thôi? Thì anh em thử comment xuống phía dưới video này để mình biết nhá. Bên Nga nào hay xem video của tôi đấy, nên là có thể là Nga nào xem xong thì họ sẽ có những cái điều chỉnh ở trong game ấy chăng? Hợp lý. Đấy, được không anh em? Đấy, hợp lý không anh em? Thì anh em, nếu mà anh em đồng ý với việc là trong shop đặc biệt có nhiều đồ gọi là hiếm thì anh em comment ở dưới đồng ý. Nếu mà anh em không đồng ý, anh em comment ở dưới không đồng ý, thì bên Ghana khi mà họ xem video của tôi, họ sẽ có coi như họ có một cái khảo sát để cho anh em biết là để cho họ thấy là có nên có đồ đặc biệt không. Còn tôi thì tôi nghĩ là nên có những đồ đặc biệt cho vui. Đấy, mày, ôi thôi, ôi giời ơi, nó kéo nguyên cả một bầy sang ạ. Ôi giời ơi, đông như này kia, bắt nó đi bạn ơi, hay quá. Ui giời ơi, có cái lô ra ích ạ. Và mấy thằng địch đã bị lừa, mấy thằng địch qua nó bắn mình và nó đã bị lừa, và nó ăn một mạng của tôi, xong nó cống hiến cả team luôn.
Hi, booyah, và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau trên kênh Riaki. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo trên kênh của mình nha. Bye bye.